bắt đầu sau khi mà các bạn đã đi qua cái khâu sơ chế, có nghĩa là đánh vẩy đi, thì bắt đầu là vào cái khâu mà chế biến món ăn. Bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến này, bếp trưởng của Vựa Hải Sản Đành Đạch là sẽ là phi lê con cá ra này. Đấy. Hàng thân yêu hôm nay là ăn rất sớm này các bạn này. Đấy. Là cũng là chúng tôi là mổ hai cá mú đỏ. Như các bạn biết đấy, cá mú đỏ là được đánh giá về chất lượng, độ đạm, độ ngọt và độ dai của thịt là đứng số 1 trong các loại dòng mú. Đấy. Các bạn nhìn này. Đấy. Đấy. Đấy là chúng ta sẽ là phi lê coi như là con cá này ra này. Con cá này có thể làm rất là nhiều món này. Nhất là chúng ta có thể làm nộm. Đấy, làm nộm. Sau đó là chúng ta sẽ nướng, nướng than hoa. Thì nữa mình sẽ review cho bạn biết là nướng than hoa thơm như nào. Sau đó là chúng ta sẽ là hấp xì dầu. Rồi đến cuối cùng là lẩu. Cực kỳ tuyệt vời. Đây là công đoạn chúng ta đang lọc thịt. Đây, trời ơi, riêng một cái đầu này thì nó kinh khủng. Bạn thấy thịt rất ngon, dày, thịt rất dày, ngon. Đấy, chúng tôi đang công đoạn lọc. Đấy, các bạn thấy này. Đây là con cá đã được phi lê ra này, quá đỉnh cao rồi, ngon tươi thịt kinh khủng. Bộ này đây các bạn, bộ này thịt, một miếng thịt cá ngon này, tươi là thịt đấy, gọi là luôn luôn có độ đàn hồi chỗ này. Đấy. Chúng tôi đang phải đánh vật với con cá gần 9 cân kinh khủng. Bạn biết là cá mú đỏ 19 cân là rất là hiếm, sống rất là lâu thì mới được số lượng cân nặng như vậy. Đấy. Đấy, mình đây là mình đang review cái công đoạn, nó là sơ chế.